Thưa quý vị và các bạn, không cần người vận hành, không mất chi phí tiền điện hàng tháng. Công trình thắp sáng đường làng quê bằng đèn năng lượng mặt trời được huyện đoàn Con Rẫy và văn phòng Plan tỉnh Kon Tum triển khai ở thôn 1, xã Đắc Côi, đem lại hiệu quả thiết thực, phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân. Mùa hè năm nay, trẻ em ở thôn 1, xã Đắc Côi không còn lo lắng khi ra đường vào ban đêm, vì trên địa bàn thôn được đầu tư đèn năng lượng mặt trời. Các em rất phấn khởi, tập múa hát, chơi các trò chơi dân gian. Giờ thì đã có bóng đèn mà các cô chú đã ủng hộ cho làng chúng con. Bây giờ con có thể dễ dàng qua nhà bạn chơi hoặc là qua nhà hàng xóm. Thôn 1 xã Đắc Côi có trên 90 hộ với hơn 300 nhân khẩu. Hầu hết các hộ gia đình sống dọc tỉnh lộ 677. Hàng ngày lượng phương tiện qua lại rất đông. Trong thời gian qua, trên địa bàn xảy ra nhiều vụ tai nạn vào ban đêm. Khi được hỗ trợ lắp đặt đèn năng lượng mặt trời, người dân trong thôn đồng tình ủng hộ và nhiệt tình tham gia ngày công lao động, đối ứng vật liệu đá, sỏi và cát để công trình hoàn thành sớm nhất. Cái lúc mà chưa có cái đèn đường thắp sáng này thì cách đây thì bản thân có nhớ là cách đây 4-5 năm thì có cái mấy cái vụ tai nạn giao thông vào ban đêm ấy. Thì sau này nếu mà nó có cái đèn đường này nó sẽ thuận lợi cho việc giao thông. Xong bà con đi làm vào buổi chiều và bà con đi làm mà về muộn ấy, nó cũng rất là thuận lợi cho bà con nữa. Trẻ em hay đi chơi nô đùa nó cũng rất là tiện lợi. Bản thân cảm thấy nó cũng thuận lợi cho việc sản xuất của bà con, rồi an ninh trật tự, trộm cắp nó cũng sẽ suy giảm hơn so với lúc trước. Công trình thắp sáng đường làng quê em là một sáng kiến của Hội đồng Trẻ Em huyện Con Rẫy, được huyện đoàn và văn phòng Plan tỉnh Kon Tum hỗ trợ 50 triệu đồng, bao gồm trụ, bóng đèn, xi măng và một số vật liệu cần thiết khác. Người dân địa phương đối ứng cát, đá, sỏi và ngày công lao động. Công trình dài gần 1 km với 33 trụ đèn, thắp sáng tuyến đường giao thông nông thôn tại thôn 1, xã Đắc Côi. Đây là một cái công trình là sáng kiến của Hội đồng Trẻ Em huyện Con Rẫy. Thế thì công trình này cũng giúp cho các em sẽ có những cái sân chơi, cái không gian chơi an toàn và giúp cho em có nhiều cái chỗ để các thực hiện các hoạt động vui chơi ngoài cộng đồng. Đây cũng là một trong những cái mục tiêu mà tổ chức Plan muốn hướng tới, đó là một cái cộng đồng an toàn cho trẻ em, cho trẻ em gái và chính bản thân những cái người dân ở trong cộng đồng. Thì Ban Thường vụ Huyện đoàn sẽ tiếp tục kêu gọi các cái nguồn để là tiếp tục triển khai các cái công trình phần việc có ý nghĩa, đặc biệt là đối với trẻ em trên địa bàn huyện, cũng như là trẻ em ở trên địa bàn các xã. Qua đó để tạo cái sân chơi cho trẻ em, đặc biệt là trong các cái dịp hè để là trẻ em có cái sân chơi an toàn, lành mạnh và bổ ích. Công trình thắp sáng đường làng quê em giúp việc đi lại của nhân dân thuận lợi, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn xã, đồng thời góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương.